chào quán quán thanh niên 28 Tết. Lễ hội Tết Việt 2023. Đã rồi không ai theo chưa? Đừng nhiều người mà có giờ đẹp quá. Vẽ chân dung 15 phút. Ồ, vẽ y như thiệt luôn. Rồi 15 phút. Chế khỏe được chân dung. Hôm nay chiều 28 âm lịch rồi. Xuân về đến rồi. Nhiều quá thanh niên hôm nay, năm nay có một cái chùm, một cái hoa ở trên chùm hoa chúng tôi cũng giữa hoa vàng, mai vàng nhựa cũng giữa, còn lại thì hầu như không có gì đặc sắc hết. Biết mà cái mông rồi nè, bảo là không. Ý là chị không có người á, chị chơi. Chụp hình mà thấy như mệt ghê không? Rồi đẹp. Rồi không, còn đỡ cậu. Đóng giờ rồi, đi. Quân là ẩm thực. Quay lại phía giữa nha. Ở đây là cái sân khấu có hai giai đoạn, hai cây mai hai bên. Ở phía giữa cái nhà có thanh niên nha. Là phía giữa cái hội hoa xuân. Đây. Chỉ có
chùm mai vàng ở giữa thôi, còn lại thì không có nhiều giống năm ngoái, không nhiều tiêu cảnh như năm ngoái, như có lụa, có cái chậu làng quê, nhà tranh này nè. Cho nên dân tộc gái nè. Trong cái tiểu cảnh đẹp nên có vẻ ít người, những người đẹp, người mẫu tới đây hết góc rồi. Yeah.
Côn Đồ. Thank you.